Chồng em cứ gặp cô gái nào xinh thì sát nhân xong rồi xin số làm quen rồi. Tụi em quen nhau 10 ngày ạ, thì tụi cưới nhau. Thế 10 ngày là ngỏ lời là cứ... là cưới luôn. Đi cùng vợ nhưng mà cứ khen với cô ở trước. Ôi trời ơi, sao em xinh thế, xong rồi hôm nay em mặc cái áo này hợp với màu da em thế. Mà ôm con, vẫn đang ôm con tán thưởng một em khác. Đúng rồi. Thế mà lúc em bên cạnh luôn em nghe hết. Em nghe hết ạ. Lúc em phản ứng sao? Thì em cũng quen nhưng mà mình vẫn ức chế lắm. Mà nói anh ấy nhiều lần lắm rồi nhưng mà anh ấy cũng cứ không nghe, cứ kệ. Dạ, em tên là Hồng Vân ạ. Hồng Vân hả? Dạ. Ô chào em. Hồng Vân 1, Hồng Vân 2. Chị cũng là Hồng Vân đây. Vân ơi, Vân ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Phúc ạ. Thế còn em? Em tên là Tiến Sĩ, em đến từ Hà Nội. Hiện tại em đang kinh doanh du lịch và tư vấn tâm lý. Các bạn đã lấy nhau được bao lâu? Dạ bọn em lấy nhau được 3 năm 3 tháng. Dạ đúng hơn là em với vợ em thì cái thời gian quen nhau thì hai đứa là học chung lớp ngân hàng. Nhưng mà cái ấn tượng của em lần đầu tiên về anh này là như thế nào? Dạ lần đầu tiên thì em gặp chồng em thì không có ấn tượng gì ạ. Tại vì chồng em cứ gặp cô gái nào xinh thì sát nhân xong rồi xin số làm quen rồi. Nhưng mà đến lúc phân công cùng một chỗ ấy ạ, thì nói chuyện trả đà với nhau. Xong rồi chồng em thì kinh nghiệm nhiều hơn em. Xong rồi bắt đầu dạy vợ. Nhưng mà chủ yếu là mắng thì là chỉ mắng chính hả? Vợ. Lý do là mới sao mắng em được? Mắng em bởi vì là lúc đấy em mới ra trường ạ, không có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà bây giờ cái ấn tượng của em về vợ em như thế nào khi đầu tiên em gặp á? Rất là hiền lành, trung thủy. Trước khi mà gặp em sao thì... biết trung thủy ông? Vâng ạ. Ông mới gặp mà không biết trung thủy là sao? Đó là khi mà hai đứa ngồi trà đá chung một cái đội nhóm thì vợ em có nói rằng là yêu một anh là 5 năm nhưng mà chưa nói đến vấn đề hôn nhân. Và em cũng rất là hiểu về cái tình cảm của vợ em, trung thủy một người. Có nghĩa là qua cái việc đó thì em xác định là vợ em trung thủy. Đúng không? Dạ. Rồi tụi em quen nhau bao nhiêu lâu thì tụi em cưới nhau? Tụi em quen nhau 10 ngày ạ, thì tụi định cưới nhau. Bé 10 ngày là ngỏ lời là cưới. Là cưới luôn. Đúng. Dạ. Nhưng mà bên nào ngỏ bên nào? Em 10 ngày mà anh đã đòi cưới em như vậy thì cái cảm giác em sao? Em có tin liền là đó là vì yêu mình mà cưới? Trước khi mà quyết định thì em cũng đến nhà anh ấy ăn cơm cùng cả các em. Em thấy anh ấy rất là quan tâm đến các em. Có những cái hành động cử chỉ mình em nghĩ là rất là lý tưởng với cả chồng mình mong muốn ấy. Thì anh ấy lúc anh ấy cầu hôn em thì em đồng ý á. Có nghĩa là em cảm nhận thật lòng đúng không? Chứ không phải là giỡn chơi cho nên em đồng ý. Rồi còn gia đình em thì sao? Gia đình bên em thì phản đối kịch liệt. Lý do? Nhanh quá là, đúng không? Nhanh quá, mấy cả chồng em vừa ra trường rồi là sự nghiệp rồi là... Chưa có? Không, chưa có gì. Thế là gia đình em ngăn cản. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái điều đó? Chuyển sang là đi thuyết phục từ bác trưởng họ rồi họ hàng xung quanh luôn. Nghĩa là đi đường vòng đúng không? Đi đường vòng luôn. Có nghĩa là em chơi cái chiêu mà mưa dầm thấm lâu đúng không? Dạ. Đó mà em xài cái chiêu đó trong bao lâu? Bao lâu em được gia đình đồng ý? 3 ngày chị ạ. Té nữa đi. Trời ơi. Nghe cái cách em kể. Thật sự em biết không? Nghe cái cách mà các em kể đó thì mình tưởng là mình tưởng tượng nó sẽ rất là dài và thậm chí là phải vượt trèo non vượt suối để mà mới đến được nhau. Cuối cùng hỏi bao nhiêu ngày để em thuyết phục? Dạ 3 ngày. 3 ngày. Bao nhiêu ngày thì cầu hôn? Dạ 10 ngày. Một mối tình quá là nhanh, quá là chóng vắng. Nhưng cuối cùng thì các khi bạn... lấy nhau các bạn có hiểu nhau không? Khi mới lấy nhau thì chồng em quan tâm chu đáo đến vợ lắm. Nhưng mà sau đấy thì 1-2 năm rồi mới bắt đầu. 1-2 năm thì bắt đầu mới vỡ mộng đúng không? Vâng, vỡ mộng chuyện đó. Gì nhất? Chồng em nói nhiều ạ. Nói nhiều. Lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, có thể mắng vợ đến 2-3 tiếng đồng hồ. Em phải như thế này, phải như thế kia. Em hành động như này, con thế nọ thế kia. Thực ra thì cũng phải, em chỉ ngồi em phân tích và em giải thích cho vợ em như thế nào là đúng và như thế nào là tốt cho con của mình. Thế còn từ trước đến nay thì sau hơn 3 năm cưới vợ em có lần chưa nào đánh thượng cẳng chân hàng đến đây chưa? Dạ, chưa đánh chưa. Vâng. Có bao giờ nói lớn là nói là mày tao chưa? Rồi ạ. Rồi ạ, đấy thấy chưa? Giấu tôi nhé. Nhiều thôi. Không thường xuyên, chỉ có lúc nào chồng em không đồng ý một cái gì đấy là bắt đầu ầm ầm lên. Mà hiện tại cái chuyện đó nó còn xảy ra? Nó vẫn tiếp diễn ạ. Bây giờ nói tóm lại là cho đến thời điểm này, cái mà em cảm giác là em muốn chia sẻ với chị hoặc là với anh Thuận, cái điều mà em bức xúc hoặc cái điều mà em bị cần đó, ức cần chế để chồng em có thể bỏ được cái điều đó. Giống như là cái chuyến bay vừa rồi ạ, đi cùng vợ nhưng mà cứ khen cái cô ở trước. Ôi trời ơi, sao em xinh thế, xong rồi hôm nay em mặc cái áo này hợp với màu da em thế. Mà ôm con, vẫn đang ôm con tán thưởng một em khác. Đúng rồi. Thế mà lúc em bên cạnh luôn. Em nghe hết. Em nghe hết ạ. Lúc em phản ứng sao? Thì em cũng quen nhưng mà mình vẫn ức chế lắm. Mà nói anh ấy nhiều lần lắm rồi nhưng mà anh ấy cũng cứ không nghe, cứ kệ.
Thế em có để ý cái thái độ của cái cô mà được khen như thế nào không? Bạn ấy thì hầu như bạn ấy không để ý, với cả bạn ấy ngại quá. Trước mặt vợ mà một anh ấy cứ khen cứ như thế. Rồi lúc đó em có tỏ thái độ với chồng em không? Lúc đấy thì em chưa tỏ thái độ, nhưng mà sau về em bắt đầu em bảo là anh ơi anh đừng như thế. Em biết là đùa rồi nhưng mà có trước mặt vợ đấy thì cũng phải giữ thể diện cho vợ một tí. Nhưng mà chuyện nó xảy ra nhiều lần không? Đã nhiều lần rồi. Lần nào em cũng về em nói cái điều đó với chồng em. Dạ. Nhưng mà chồng em vẫn không thay đổi. Và chuyện đó vẫn lặp lại cho tới giờ phút này. Chồng em nghĩ là đấy là bình thường. Lý do tại sao em lại như thế? Bản chất của em thì người tình cảm. Và nhất là những cái cô gái thì mình cũng muốn là để là giao tiếp với các vui vui, vâng, vui ạ. Và em là về tâm lý nên là em cũng đùa vui để cho cái cuộc rồi, sống. Không, tức quá, để nó cho chị. Giống câu hỏi không? Để nó cho chị. Em nói em là tâm lý đúng không? Thế tại sao em không nghĩ là không hiểu được cái tâm lý của vợ em? Đó, mình cũng muốn hỏi. Bất cứ một người phụ nữ nào cũng vậy. Chồng của mình á không muốn san sẻ cho ai hết, về cả thể xác lẫn tâm hồn, đúng không nè? Dạ. Chị nói ví dụ nha, em đi một mình em nói điều đó với cô gái đó có thể chấp nhận được. Là và có thể chấp nhận cái sự biện hộ của em là em muốn đem lại niềm vui cho những người xung quanh em, ok. Nhưng em tại sao em là tâm lý mà em không hiểu được rằng khi em đem lại niềm vui cho cái cô gái đó thì đồng nghĩa đồng lúc là em đem lại nỗi buồn cho vợ em, sự ức chế cho vợ em, mà chưa chắc gì cô gái kia đã vui. Nếu là chị đi, em khen chị là chị ngại lắm ạ, chị ngại với vợ em ạ. Bà Hồng Dân này rất ngại với bà Hồng Dân kia, đúng không? Đúng không? Dạ. Như vậy là em đúng hay sai? Trả lời chị một câu một thôi. Có một chút sai. Em cũng xin nói lại, nó là nó chỉ là một cái nghề nghiệp, đúng nghề không? Nghiệp. Lại biện hộ cho nghề nghiệp. Đây anh Bin đây. Anh Bin làm trực diện luôn trong cái nghề nghiệp. Đã. Là đạo diễn nè. Đạo diễn biết bao nhiêu những cô gái gọi là diễn viên trẻ đẹp, chưa bao giờ thấy khi có mặt vợ mình mà anh Bin làm một cái điều gì đó cho vợ của anh Bin bị ức chế và bị buồn. Lúc nào cũng vậy hả? Có mặt cô vợ của anh Bin là lúc nào cô tươi như bông vậy đó. Và chính cổ là cái người chủ động đi giao tiếp mà vui vẻ với tất cả các bạn diễn viên nữ trong đoàn. Và điều đó cho chị một cảm nhận rằng anh Bin thực sự là một người có tâm lý với mọi người xung quanh và với bà xã của mình. Dạ. Chị muốn em xác định lại một lần nữa. Dạ. Cái điều em làm là đúng hay sai? Điều em làm chính nhận là em sai. Và em nhân đây thì có những cái giây phút em gọi là nói quá. Thì em xin phép anh chị là em xin lỗi vợ em. Nhân chương trình này em xin lỗi vợ và xin vợ hiểu và thông cảm cho em. Và xin... Từ đây nhá. Dạ. Từ đây trở đi. Từ đây trở đi em là chỉnh chu hơn những cái câu nói, đúng lời rồi. Nói của em. Và em muốn tặng cho vợ em bằng một nụ hôn. Đã quá hay rồi, vợ đứng lên nhận hôn liền. Dạ. Nhận liền em, cái này là mình phải hưởng liền em. Rồi, chúc cho các bạn có một chuyến du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, đến với chương trình Vợ Chồng Son toàn vẹn và mỹ mãn. Cảm ơn chị em nha. Em là Hoàng Văn Thắng, năm nay em 28 tuổi. Em đang công tác trong quân đội. Rồi em. Dạ, em tên là Bùi Thị Phương Liên, năm nay 22 tuổi và hiện tại đang là giáo viên trường cấp 2 ạ. Giáo viên, chú bộ đội và cô giáo viên này quen nhau sao? Em quen vợ em trên mạng là qua chat chít đó. Qua chat chít. Thì em quen đâu được 7-8 cô á, qua chat chít thôi chứ không có. Dạ. Nhưng mà em thích là những câu nào vần lờ cơ. Cái gì? Vần lờ, thấy nó có vần lờ á. Ví dụ như Lan, Linh, Lệ, Liễu, con Long Lanh gì đó. Có quen con nào tên Liên không? Dạ có, tên Liên là vợ em giờ. Trời, cũng là tên vợ anh. Dạ. Cuối cùng thì em lừa được bao nhiêu cô? Dạ thì em kết nhất là vợ em và một nhỏ tên Lan nữa. Lan và Liên. Dạ, Liên. Cuối cùng cái thì... hồi đó đó chị, em đang thất tình. Hôm đó đang giờ học, cái là lên online chat, gặp cái nick này này là Hoàng Thắng 87 tìm vợ. Mà em không hiểu là tại sao cứ nhắn tin cho em là em ơi cho anh làm quen đi. Cho anh xin số điện thoại đi. Chat khoảng tầm 2 tháng khi em có số điện thoại của vợ em rồi á thì sếp mới đi công tác ở Đồng Xoài gần chỗ trường của vợ học. Nhưng mà lúc đó em lên em nghĩ bảo giờ gặp vợ thì không nên. Từ từ đó mình để lâu lâu mình gặp. Em gặp nhỏ Lan trước. Lan trước. Gặp Lan trước gặp Liên sau. Thì em cầm điện thoại em gọi bấm luôn. Thì nhưng vô tình lại bấm xuống số của Liên. Em lên cổng trường của Lan em đứng ngoài. Em đợi riết, em bảo sao kỳ cho cái nhỏ Lan này sao lâu vậy. Thế em kiểm tra lại nhật ký điện thoại thì là em gọi cho Liên. Nhầm đó chị, nhầm. Thế là em phải chạy xe thật nhanh xuống chỗ trường của Liên. Dạ, xuống tới nơi thì thấy Liên đang ra tới cổng rồi. Thì em ở trong xe, em nghĩ bụng con này mà xấu á. Là đi xe hơi hả? Dạ, em lấy xe của sếp đi. Anh đi công tác với sếp ở Đồng Xoài. Chính vì vậy, đó. Em nhìn thấy cái xe 7 chỗ á, cứ tưởng ông này là làm sếp. Làm sếp. Thì làm sếp thì mới đi xe oách vậy. Xong này mặc đồ á, bộ đội rất là nghiêm chỉnh. Rồi cái tướng cũng to to, bự bự rồi nghĩ trong bầu á. Ông này chắc là sếp đây.
quen ông này ngon đấy. Ngon đấy. Ngon đấy. Ông này ngon đấy. Đó. Còn ấn tượng của em về vợ em? Nhưng là được học trường cao đẳng sư phạm thì em nghĩ chắc là có cái tính hiền lành. Dạ. Tức là nhỏ này được cho nên mới xuống xe đúng không? Dạ, em bước xuống xe. Hai bạn lần đầu gặp nhau ở ngoài đời. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn chính thức quen nhau? Thì hôm đó thì em gọi điện cho em bảo vợ là cô uống cà phê hay không. Thì em bảo là đang học không thể uống được. Thì trưa em mới chở sếp đi về. Thì ghé ngang qua trường bảo là giờ sếp xem coi nghĩ thế nào. Thì sếp bảo là nhỏ này được đấy, mày hốt đi. Rồi từ đó là cái cường độ mà hai tụi em nhắn tin với nhau á, quan tâm thì nhiều hơn. Có thể là nói là quyết định yêu nhau rồi đó. Dạ. Vậy trong thời gian yêu nhau vậy ba hai bạn có khi nào mà giận nhau? Có rất là nhiều. Rồi có một lần như thế này, quen nhau được khoảng chừng 4 đến 5 tháng á, thì anh có rủ em xuống đơn vị chơi. Đúng là vô tình nên em mới biết là xuống chơi thì cũng có một chị khác ở đó chơi. Anh này hay lắm, sắp xếp cho em ngồi một chỗ khác, chị đó ngồi một chỗ khác. Và lâu lâu thì vô em, xong rồi ngồi được 5 phút lại ra chị đó. Em mới thấy lạ lạ. Đi ra đi vô khoảng chừng 3-4 lần. Xong em mới hỏi là sao chị đó là ai mà anh ra đó ngồi xong lại vô em? Hôm đó là hai người yêu xuống thăm cùng lúc. Anh bắt đặt hai tay. Ồ, là Lan á hả? Ừ. Dạ không, nhỏ khác nữa. Nhỏ khác nữa. Tại chị ra chị vô vậy hả? Tại hôm đó kế hoạch nó bị đổ bể. Thì em gọi cho vợ bảo là mấy giờ em xuống thăm anh. Thì vợ bảo là 1 giờ em xuống. Thì cái nhỏ mà đi ghé qua đi ngang đơn vị của em á, thì hỏi anh có ở đơn vị không? Thì em bảo là có ở đơn vị. Thì hỏi là mấy giờ em về? Thì nhỏ bảo là 12 giờ em về. Mà vợ em mà 1 giờ xuống thì làm sao mà gặp được. Rồi có một lần em không nói gì hết, bất ngờ đi xuống thôi. Cũng rất là hên là anh ấy xỉn rồi. Anh xỉn anh nằm ngủ, cái điện thoại thì vẫn reo. Em mới vô một cái là cầm điện thoại lên. Lúc đó lại nổi cơn ghen lên rồi. Lúc đó bất ngờ chồng tỉnh dậy. Em đang ngủ thì nghe khóc hu hu. Em khóc dữ lắm, em thì em không biết chuyện gì nữa. Chuyện đó là có chia tay không hay là như thế nào? Anh mới phân bua chứ, không phải người yêu anh mà tại sao em cứ gán cho là người yêu anh vậy. Còn cố tình cãi nữa, quá tức lên anh mới cầm cái điện thoại mới mua, 10 mấy triệu đó. Dồn biết bao nhiêu tháng vào, nắm cái pét. Rồi xong rồi cái điện thoại. 10 mấy triệu. Dạ. Còn có sửa lại được không? Dạ không, nát. Dễ gì, em quăng cỡ đó mà. Em quăng điện thoại là vào quăng một cái giường của thằng bạn á, nó có cái gối đó, mà sao nó trạch phát bột văng ra cái tường luôn. Em muốn thể hiện là mình trung thủy. Tại vì cái nhỏ đó em giải thích là nó chỉ là yêu anh thôi, nó có tình cảm với anh thôi. Anh không có đáp lại, nhưng mà người ta nói thì anh phải không thể từ chối từ từ được. Nhưng mà nếu mà quen em rồi thì phải từ chối thẳng luôn. Cái dây dưa nhắn tin gì nữa, em ghét nhất là như thế. Nó có nghĩa là vẫn còn một chút gì đó, dạ. Ý đồ thăm đen. Đúng rồi đó. Giờ hỏi thiệt nha, giờ hết chưa? Dạ, hết luôn rồi. Thế thì hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đi đến kết hôn? Dạ, bọn em quen nhau được 1.5 năm ạ. 1.5 năm thì... Nay lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, được khoảng 1 năm 2 tháng rồi ạ. Nhưng mà lý do vì sao mà quen trong cái thời gian ngắn như vậy mà quyết định là kết hôn? Thì người ta bảo là yêu là cái duyên cái số. Mà vì sự cố mới lấy nhau. Chưa, không phải là sự cố đó đâu, đến giờ. Có nghĩa là lấy nhau vì sự chỉ định của bác sĩ hay sao? Không, dạ, không. Gia đình và công việc của vợ nữa. Và em ra trường thì không muốn dạy liền, mà muốn phải học liên thông lên nữa. Thì ở nhà anh Trong cứ lông bông ở nhà đi học thôi. Còn em thì ở dưới đơn vị. Thì bố mẹ bảo là bây giờ thằng Thắng mở dưới đơn vị á, cỡ nào cũng quen cô khác. Tại vì biết cái tính lăng nhăng của anh rồi. Em không phải là lăng nhăng, mà con gái nhắn tin cho em, em thường nhắn lại mà người ta thương em, em thương lại. Nhưng mà chỉ có đến tình bạn chứ không có vượt quá. Cao tình bạn sao quá. Tình thương. Thiệt á, nó lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Lòng của bạn còn hơn lòng mẹ. Mẹ không biết biển gì. Đó. Rồi giờ hai bạn lấy nhau rồi. Chồng em ngoài cái thật xấu đó ra còn thật xấu gì khác nữa? Dạ lúc mới quen á thì có nghĩa là cái gì đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất nó hiện ra rất là nhiều. Nhưng mà sau khi cưới thì quá trời một đống thật xấu. Đống thật xấu luôn? Dạ. Đâu kể hết đi. Thứ nhất, đó là ham vui, ham nhậu với bạn bè, đá bóng. Đây là ngút chỉ luôn. Bỏ bê vợ ở nhà là không cần quan tâm gì hết. Rồi thứ hai đó là mỗi khi mà uống rượu vào rồi á, nói rất là nhiều. Có thể một mình nói 2 tiếng đồng hồ. Em đã im lặng rồi, cứ phải lôi em dậy nói chuyện với anh nhanh lên. Cứ lôi bằng vậy. Tại vì cái tính em là em giải thích mà vợ không nghe, thì em bỏ vào đơn vị em ngủ. Mấy bạn nó lại chọc rồi rủ đi nhậu. Thì em uống mấy ly về, bắt đầu là em lại nhớ lại cái chuyện này. Tại sao dạy vợ mà không nghe? Em cứ dạy vợ tiếp mà vợ cứ úp mặt vào tường ngủ, không nói một câu nào. Thế là em tức quá mới chửi bậy. Nhưng mà em chỉ chửi câu 2 câu thôi. Rồi em lại vào đơn vị ngủ tiếp. Nhưng mà chính những câu chửi đó làm tổn thương là rất là nhiều đó. Đó. Là mỗi lần như vậy á, vợ bạn có giận? Dạ có giận chứ. Giận bao lâu? Cũng 2-3 ngày mà. Em biết sai là xin lỗi trước. Xin lỗi mà như thế này nè. Mà anh mua một quyển tập, 2 cây bút. Viết anh xin lỗi vợ, hôm nay anh lại xỉn nữa rồi. Có nghĩa là viết thư xin lỗi vợ đó ạ. Để nối tiếp cho một cái xỉn nữa. Có hứa không? Có hứa. Nhưng mà cứ hứa lần này rồi lần khác lại hứa tiếp. À cha, chắc nhà chắc đầy giấy đó à hả? Ngoài ra còn là sao nữa? Còn một tập này nữa. Nữa không? Tại vì anh ấy là bộ đội mà. Vì vậy sáng sớm dậy mới 5 giờ sáng thôi. Vợ ơi, dậy tập thể dục. Tự nhiên 5 giờ mở mắt ra mà không được. Thế là anh ấy giận. Cũng chỉ có như vậy thôi là hai vợ chồng cãi nhau. Vợ em thì nhìn tướng là gầy đó, mà lười ăn đó. Mà đôi khi em nói thì không nghe, bảo dậy thể dục đi cho nó khỏe mà cũng không nghe. Tức là cãi nhau vì sự quan tâm lo lắng cho nhau.
đúng không? Lạ lùng á. Rồi vợ em là có tật xấu gì? Thứ nhất là vợ em là không biết chi tiêu, vun vén cho gia đình. Không biết. Dạ. Nghĩa là vợ em rất là vô tư. Có nghĩa là chẳng hạn như lấy lương á, những ngày đầu á, xài thoải mái, sạch luôn. Không quan tâm đến là nửa tháng sau hay là tháng cuối tháng có tiền xài không. Dạ. Người không biết lo xa đúng không? Hai chồng em cũng vậy. Hai em là có bé chưa? Dạ chưa. Mà mỗi lần mà chẳng ví dụ như nhà em mà có khách tới thì bảo vợ đi lấy cho anh tí mồi, thì có hai ba người nhưng mà vợ em phải làm đúng như 10 người ăn á. Ôi sao, sao kỳ vậy? Thì em nghĩ có khách của chồng mà phải làm đẹp mặt chồng chứ, thà nó thừa một xíu còn hơn là thiếu. Rồi cái gì nữa? Không còn nhà và không ngăn nắp. Ngoài xã hội thì làm rất là tốt nhưng mà về nhà rất là bê tha, nhà cửa là nó lùm thụp lắm. Không phải là em lười mà con nghĩ là công việc trong nhà nó có nhiều mà cứ làm việc này xong rồi mới làm việc khác chứ em không có làm luôn luôn một lúc được. Đúng rồi, đúng lúc em đang làm cái việc này mình chỉ kịp làm cái kia, đúng lúc chồng em về và thấy như vậy thì quy cho em cái tội là bề bộn. Bây giờ tụi em muốn ở nhau thay đổi những cái gì? Rồi, trước tiên đó là nhậu ít lại, và thứ hai đó là lúc mà xỉn lên á đừng có chửi bậy. Là chửi bậy cái gì? Chị chưa hiểu. Cứ mày tao lâu lâu một câu mày tao vào rồi gọi là chửi bậy. Mày tao thôi. Dạ. Cuộc dạ, sống vâng. Vợ chồng á nếu mà xưng mày tao cảm giác khó chịu lắm. Đúng. Rồi, không ngoài ra gì nữa không? Chồng em bớt được hai cái tật đó là em mừng lắm rồi. Trời, vậy thôi. Thế còn em? Em thì chỉ có mong là khi mà chồng góp ý á thì phải lắng nghe. Vợ em không nghe phải có lý do chứ, chị không nghĩ rằng á là một cô giáo á mà chồng góp ý đúng mà lại không nghe. Chồng em nói nhẹ nhàng thì em sẽ nghe. Nhưng mà như này chứ, ở nhà không làm gì hết, nằm được coi phim. Em đâu có phải là không làm đâu, đó là chưa làm tới. Mà nói như vậy là cảm giác như là trong người nó bực bội hơn. Giống như hai bạn đang bực bội nhau vậy đó. Bây giờ những cái điều vợ em mong muốn, em có đáp ứng được cái mong muốn của vợ em không? Dạ được. Được đúng nhau không? Nhau bớt lại. Rồi còn vợ thì nếu mà chồng muốn vợ tập thể dục thì cũng tốt chứ đâu có gì đâu. Tại vì lo cho em yếu ớt mà. Nhưng mà thay vì 5 giờ sáng em bắt dậy thôi, giờ 6:15 đi. Giờ anh bỏ luôn rồi. Ủa sao vậy? Vợ không tập em ghét bỏ luôn. Nản luôn hả? Bây giờ kích động lại chồng đi tập thể dục đi. Rồi hôm sau em sẽ dạy em rồi. Trời ơi, chồng khi tập rồi luôn tự thấy yêu nhau hơn chứ bộ. Em hiểu nhau hơn đúng vậy. Ừ, hiểu nhau hơn. Được không? Có một cái chung. Dạ, xin cảm ơn thầy đã. Rất vui được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi giờ mà hai em giới thiệu về mình. Bạn phải đoán nè. Đoán hả? Dạ đoán nha. Em phải người Ukraine không? Dạ đúng rồi. Ủa sao chị hay vậy? Sao chị biết? Trời, em tưởng đâu đi là Em có phải là người Hà Nội không? Em là người Hà Nội. Hay không? Trời hay quá. Giờ thành thầy bói được luôn rồi. Chỉ bói hả? Sao hay quá luôn á. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Nói chứ không phải đoán đâu. Tại vì á thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Chồng người Hà Nội. Em không biết. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam cũng đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Để em vợ giới thiệu trước hay chồng giới thiệu? Để em giới thiệu trước. Rồi mà em. Em tên là Sofia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em có 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ vâng. Quá trẻ so với tuổi. Như là Sofia có chơi TikTok này đúng không? Dạ vâng, em có TikTok YouTube. Hai vợ chồng cùng làm TikTok đúng không? Dạ vâng, dạ vâng. Mình có coi rồi. Dạ. Có coi TikTok của hai bạn này rồi. Dễ thương lắm. Dạ. Sắp tới nhìn hiền, nhìn đây hiền đúng không? Không có hiền. Lên trên TikTok là khác. Không có hiền tí nào, trôn vợ không à. Thật ra lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ quay TikTok để cho vui thôi ạ. Nhưng mà đến lúc sau thì thấy được mọi người ủng hộ nhiệt tình cho nên là vợ chồng em cũng cũng cố gắng quay để cũng để giữ lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dạ. Không ngờ là được rất là nhiều người ủng hộ đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nhỏ 18 tháng dạ. Thì bạn ấy có tham gia trong clip nào chưa? Có chứ. Chắc em là được nhiều thì... người mến mộ lắm đúng không? Dạ dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn, Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine. Chứ em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian. Xong rồi sau khi hai vợ chồng, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U xong rồi mới quyết định về Việt Nam. Để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình ạ. Dạ. Nhưng mà ba mẹ em là hiện giờ thì ở đâu?
Bố mẹ em thì cũng ở Việt Nam ạ. Nhưng mà không cố định ở một thành phố. Mà do công việc cho nên là bố mẹ em đi lại đi Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội đi liên tục. Dạ. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Dạ, em theo học marketing từ hồi học đại học. Xong rồi lên thạc sĩ em học tiếp về marketing. Nhưng mà bây giờ thì em ở Hà Nội thì lại em ở chung với bố mẹ hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng hiện tại đang ở riêng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà là ở ngoài Hà Nội? Ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ. Sophia có làm, Sophia làm gì? Em làm content creation. Nói chung là làm kế hoạch cho các video trên TikTok và YouTube của mình. Và chỉnh sửa video. Editor. Đúng không? Dạ. Mà thường là em dựng trên trên máy tính lớn hay là em dựng trên điện thoại trực tiếp? Tạm thời chỉ dùng trên điện thoại, edit trên điện thoại. Giờ rất tiện. Dạ vâng. Chỉ bởi vì em cũng chồng em bé cho nên là không có nhiều thời gian tiện. Ôi, như vậy là Sơn là du học sinh ở tại Ukraine. Và phải. Cô bé này em sinh ra ở bên đấy luôn. Ra ở Ukraine. Ồ vậy hả? Dạ. À, rồi bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau ở tại Ukraine là hoàn toàn hợp lý. Dạ vâng. Đó, nhưng mà là chắc lại là quen để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau trong một cái trường, có thể là trường trung học. Và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã. Đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Vợ. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Rồi từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Tức là quen nhau lúc mà đang học đại học. Dạ vâng ạ. Có 20 bắt đầu ạ. Năm thứ nhất hay là năm cuối? Năm thứ nhất là cỡ 20 tuổi. Hai. Bắt đầu từ năm thứ hai. Dạ. Tức là tầm 20 em mấy là quen nhau rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em học ở trường đại học đó, em có học tiếng Việt không? Em không ạ. Nhưng tiếng mà Việt lại rồi. Gặp một cô gái Ukraine. Dạ. Lại học cái ngôn ngữ của quốc gia mình. Dạ đúng ạ. Đúng chưa? Dạ. Chắc có lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ Jun. Hỗ trợ trả luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Sao không học tiếng Lào, Campuchia? Không có. Không có. Anh hỏi Sophia nè, vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, sâu vô vấn đề nè. Dạ. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối, để tiếp cận đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy là còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ, dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Không. Cái này anh hỏi anh tò mò nha. Dạ. Là anh được biết là các cô gái Ukraine rất đẹp. Mà phải nói là về nhan sắc là đứng phải nói là trong hàng top trên thế giới luôn. Hả? Vậy thì ngoài, anh nói thật nha, ngoài Sophia ra thì trong lúc đó em còn có tia bao nhiêu cô gái nữa không?
Thì tất nhiên là cái này nói hơi khó. Không biết cô hiểu không ta? Hiểu hết. So với ảnh hơn đúng không? Tia. Thì tất nhiên là thời sinh viên thì có rất là nhiều bạn gái người U đẹp và quyến rũ. Nhưng mà em từ khi gặp được Saifea là em đã cảm thấy là có một cái gì đấy kết nối em với Saifea. Từ khi gặp Sophia là lúc đó cứ cho như là em 20 tuổi đi. Dạ. Và trước 20 tuổi á, là em chưa gặp Sophia là em có gặp cô gái người Việt nào không? Tức là trong cái bộ sưu tập về người đẹp của em á, là có cô gái người Việt nào không? Thì ở đấy, ở bên U ấy thì cộng đồng người Việt nó cũng không đông lắm. Mà em ở thành phố Kiev thì cộng đồng người Việt cũng nhỏ thôi. Em lại sinh ra ở U cho nên là cách sống với cách nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là nó không hợp với những người con gái Việt. Đấy thì em cũng không... Có nghĩa là chưa dạ, có chưa, một cô chưa. Bạn người Việt dạ nào? Đúng rồi. À, nhưng mà người U thì có đúng không? Người U thì... chắc có thì vậy không? Hỏi giùm Sophia. Rồi bây giờ tới Sophia nè. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình nhớ em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ thích em nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Đúng không? Dạ, đúng không? Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai hết. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút. Bởi vì mình thấy anh Son là Việt Kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà trước khi quen Sơn thì em có bạn trai chưa? Dạ có. Đó là gặp Sơn. Dạ. Rồi sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì như là chiếm được cái tình cảm của con? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sophia quen nhau ấy, thì bọn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần dần thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng thì cô dính? Mấy tháng? Chắc là khoảng nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó là Sophia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sophia gì đúng không? Dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sophia về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà Sophia không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhờ đến bố mẹ. Em mình cũng được sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, đúng thì, rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sophia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? Tại em học về ngôn ngữ ứ Việt mà đúng không? Dạ, người Ukraine so với người Việt ạ. Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, dạ. Cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng có là 90 90 từ 100. Dạ. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không?
Có chứ. Không, cái này anh hỏi Sơn nè, thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Về phát âm sai, phát âm sai, phát âm sai thì trong người thường do tiếng u nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như các tiếng châu, cho nên là khi mà xe phe phát âm nhiều lúc là xe phe có thể nói nó sai từ ấy. Em có nhớ cái từ nào mà sai không, mà nó vui vui ấy? Từ nào nhà vợ có nhớ? Em nói sai nhau quá không nhớ. Sai nhau. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nghe. Dạ. Vâng, rất khó, cho nên là thật ra để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó, tại vì trong đời sống bình thường, vâng, cứ sai ấy, thì em sẽ cố gắng sửa cho xe khen. Dạ. Rồi là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa, hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em dạ vâng, có bố mẹ em. Cũng kể qua thôi, chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho xe kia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà là tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Dạ vâng. Là em đưa Sophia về với bố mẹ em trước, rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sophia. Đúng rồi. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà xe xe là sau khi em đi du học ở Anh về. Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy qua về thẳng nhà xe xe để làm quen với bố mẹ xe xe luôn. Ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Dạ, biết bạn chỉ trai biết là không? Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sophia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là? Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Nên là và nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ, bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô cô la, trà từ Anh. Đúng rồi, trà từ Anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh. Trà Việt Nam. Dạ. Trà từ Anh. Rồi, nghĩa là sau đó là coi như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là chắc trở, khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó. Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Bọn em phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức. Dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi. Cậu sanh ở đó rồi. Anh học xong rồi qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên. Đó. Rồi sau đó bắt đầu yêu xa hết. Yêu xa hết. 4 năm ạ. 4 năm. Yêu nhau 4 năm. Dạ vâng. Mà xa nhau 4 năm luôn. Dạ. Nhưng mà trong mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Rồi như vậy là anh đoán nha, tức là sau khi đi học về và đi ở bên Anh về, đi thẳng qua nhà Sophia. Dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới đúng không? Không ạ, em nhớ là cái hồi anh là đi du học từ Anh về là em ở được vài tháng, xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Thì sau 2 năm ở Đức, xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn
thứ 5 kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Nhưng bây giờ nè, hỏi thiệt hai đứa nè, sống ở Đức cũng có thử rồi, ở Anh cũng có thử rồi, ở U thử rồi, Việt Nam giờ thích sống ở đâu nhất, thấy ở đâu sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt nên là em cảm thấy rất là thoải mái, với con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Tại vì Còn Sophia thì sao? Em Sơn á là người ta gọi là lá rụng. Lá rụng về cội. Lá rụng về cội rồi. Còn Sophia thì sao? Em có thích ở Việt Nam không? Em rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam. Bởi vì mùa đông không lạnh như ở bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine thì cái phong tục của hai quốc gia đó, tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam, em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam đó. Vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á thì nó có cái điều gì khác biệt không? Lúc tổ chức đám cưới ở bên Ukraine thì thì bọn em chú trọng về về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Mỗi chỗ mỗi bên lấy một chút. Tại vì ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà, tặng tiền cho em gái hoặc là em trai. Mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong, rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thắp hương bàn thờ tổ tiên. Thì thắp hương xong thì mới bắt đầu là tiến hành đến nhà hàng. Thì do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn ấy. Cho nên là gia đình cả hai bên đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng, đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu, cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều hơn, nhiều quà hơn để mua chuộc ạ. Lầy Em nhớ cái đợt đó em mua chuộc em gái của Sophia, em mua chuộc gì không? Hết nhiều, tức là đó nhiều, đó đúng rồi nhiều. Đó. Và em mua chuộc vật chất là những gì? Em gái thì đưa tiền. Em trai thì đưa xe ô tô. Dạ. Em trai Sophia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua ô tô, đồ chơi đúng không? Dạ, điều khiển đúng không? Dạ vâng. Điều khiển. Còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. Vậy là biết xài tiền rồi. Dạ vâng. Biết xài tiền. Cho nên là mua chuộc bằng mini. Dạ vâng. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Suôn sẻ, không có giận hờn, không có chia tay chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận hờn. Do là cả hai là phải yêu xa cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng theo cái mục tiêu đó. Dạ vâng, tất nhiên là sợ yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh mà. Sophia lại lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam, lại học leo ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có ghen không Sơn? Ghen không?
Sofia, anh Sơn có ghen không? À, có. Đang hỏi giai đoạn yêu á, giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Cầu hôn. À. Xin cầu bố hôn. Mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Tôi đây, đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Ừ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? À, 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ 4 năm 2018. Tháng. Wow. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ. 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này. Dạ. Ai cũng có. Đâu Sophia kể đi cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất. Thay đổi. Thực ra hồi xưa em thấy anh Sơn thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ kiểu ở châu Âu nó phải như thế. Gentleman. Và thiếu lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Sơn thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy bởi vì anh Sơn là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Và em rất là thích đàn ông, nó không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn này. Thiếu lãng mạn còn gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage chân. Mình thích massage chân. Có nghĩa là ít khi làm massage chân. Ít khi không chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. À, ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? À, thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? À, nóng tính cho người khác. Nhưng mà sơ bội em thì không nóng tính. À, nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Dạ, em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì thỉnh làm. Thoảng thì mà... dạ. Ừ. Nhiều hơn. À, em muốn nhiều hơn. Đúng không? Em muốn nhiều hơn. Thôi giờ còn gì nữa không, hết à? Dạ có hết rồi. Không? Có bừa bọn vứt đồ lung tung không? Không, không còn vấn đề. Rồi bây giờ khui luôn nè, có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có hay chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít khi. Thôi vậy cũng không phải thật xấu. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chân là yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn ba lần một tuần. Đó. Ba lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Chọn, người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhờ em cũng xem được. Trời ơi. Biết là biết gài liền luôn. Đó, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân dạ, nha. Em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sophia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không chịu thay đổi. Là bướng hả? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả khi
bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà... Có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn là tuần... phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích sáng thì nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và... Cái đó là thói quen trong của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì đi, cà phê sữa nóng. Bánh mì bơ, em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad hoặc là gì, sesame không phải cái gì gọi là salami. Salami. Dạ đúng ạ. Ăn hoặc phô mai. Ăn hoài luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sophia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó có ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa, ăn tối. Ăn trưa thì em thấy xe khá ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng, ăn tối. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Khó chứ ạ. Cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn. Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên Facebook. Chứ làm gì có người thật. Hoặc là ghen. Tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về vấn đề cuộc sống gia đình. Tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ, ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Dạ, trả lời. Cách dạy con này ai là người dạy? Em là người dạy. Bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sophia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sophia? Xung đột nói để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu Âu thì cũng không đúng lắm, cho nên là nhiều lúc là cũng phải góp ý để cho em bé vâng để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Rồi ở mỗi nơi một chút. Dạ đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau. Vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là để tự đứng lên. Còn người Việt Nam mình là mà trời. Xong rồi đánh đất gì tùm lum hết. Đó thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine cho nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ. Dạ. Và bố mẹ của anh Son cũng sống ở bên Ukraine 20 năm. Hơn 20 năm. Cho nên là bố mẹ em cũng hiểu. Cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Dạ. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia. Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng nếu mà như vậy á thì hoặc là em phải ước
em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia đó, đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine mong được. Muốn. Ừ. Anh Sơn sẵn nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh xin châu cho em cho em và một tuần và, một và tuần. Sau đó một mùa bánh xin châu cho bé Alisa nữa. Nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì à và ba lần massage chân. Trời ơi ơi Sơn đỏ mặt luôn kìa, đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Ok, hôm nay nhân dịp đến với chương trình này thì thật sự là trước khi chia tay các bạn thì phải nói là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp